anh kéo công công cần à, cho Ừ, có thể nó nhưng mà cảm giác biết rồi, nhưng mà mình kéo công cần là mình khoái rồi, chủ yếu là cảm giác mà, to nhỏ thì không quan trọng, có cá là vui. to nó vẫn hấp dẫn hơn. Đúng rồi, nhưng mà ở đây không có cá to thì phải chịu thôi. Tamêu cá xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi câu cá mè giải trí nha các bạn. Địa điểm này là ở trên đập Tràng Tân Hà, Đức Linh, Bình Thuận. Thì hôm nay mình ra đây mình có tình gặp được anh này. Thôi mình quay clip chia sẻ cho các bạn xem. Anh bạn này câu rất nhiều cá mè các bạn à. Chỗ này cá rất là nhiều nhưng mà cá nhỏ thôi các bạn à, chứ cá không có được to cho lắm. Thì mình thì không có thích ở câu ở trong cái đập, nên mình quyết định là mình câu, mình với ảnh câu ở ngoài. Được nha. Câu ở ngoài cá nó tự nhiên hơn, nó vui hơn là câu ở trong đập. Ở trong cái đập thì mình bằng câu vậy bằng đóng vé các bạn à, vé nó hết 100.000 vé. Mình thì không thích, mình thích câu ở ngoài tự nhiên thôi. Chúc các bạn xem vui vẻ, đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho đam mê câu cá nha các bạn. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng đón xem video câu cá của mình với anh bạn nha. Dính luôn rồi các bạn à, thêm một con nữa nè, đã chưa. Ở đây cá mè nó nhiều nhưng mà nó nhỏ thôi các bạn nè à. Thôi ra đây mình kéo để cảm giác nó cũng vui các bạn nè à. Được con cá mè trắng nữa các bạn nè à. Nè đã chưa nè, đấy cá này về nhà mình xay chả ra, thêm gia vị vô nữa là nấu lẩu ngon đó. Nãy giờ cứ ngồi, nãy giờ có xíu rồi ba con cá mè rồi các bạn nè à. Đã chưa, rồi nãy nãy là một giỏ luôn rồi kìa. Chính không anh? Anh thấy nặng 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 tay à. Anh kéo công công cần à. Cho Ừ, có thể nó nhưng mà cảm giác biết rồi, nhưng mà mình kéo công cần là mình khoái rồi. Chủ yếu là cảm giác mà. To nhỏ thì không quan trọng. Có cá là vui. to nó vẫn hấp dẫn hơn. Đúng rồi, nhưng mà ở đây không có cá to thì phải chịu thôi.
cá nhỏ chịu thôi các bạn ơi. Cá mè nữa các bạn ơi. Ồ con cũng khá khá các bạn ơi. Nào. Mè bò. Mè bò các bạn à. Con nãy con mè trắng, con này con được con mè mè bò nè, to đã chưa? Đấy. Hấp dẫn các bạn nè. À. Cá nhỏ nhiều quá, ngoài dưới được con cá to cho nó có hấp dẫn xíu. Đấy, thấy không? Cá mè bò các bạn nè. À. Ở đây có cá mè trắng, cá mè bò. Cảm giác thiệt các bạn nha. À. Ở Nhật này mình đi câu cá mè mới được. Thấy tất cả thấy vui quá. Nhưng mà con cá mè người đó quăng xa lắm anh à. Kéo con vô tầm khoảng 2-3 phút á. Ok 4 phút á mới vô được một con. Nó nhỏ là mấy con bự mới sợ. Ừ. Tại vì con tới cái ký rưỡi không mà anh. Nên kéo vô nó lâu lắm. Vừa đồ chì vừa đồ nữa nó nặng lắm anh. Mới ra câu có ông bạn á, ông câu cái cần là cần cần 36 á. Trời ông quốc ông phát một kéo em thử kéo con cá vô, trời cái cô nó thở hết ra hơi luôn. Nặng anh. Cảm giác thiệt cái chứ. Giờ coi con khí rưỡi á. Đã. Con đó đúng là cảm giác luôn anh. Nhưng mà cái này vì giải trí đam mê lên nè. To nhỏ không quan trọng gì mấy lắm. Còn ai ai mà thích mà quan trọng thì kệ người ta. Mình theo đuổi đam mê của mình là được rồi. Ừ. Biết là em đam mê rồi cái em chia sẻ ra những người đam mê theo giống em á. Ừ, vui nó hợp. Còn những người không đam mê thì có 1-2 người đam mê nhưng mà nhờ cái clip của cậu tên đâm ra thêm nhân 10 lên nữa. Dạ, đúng rồi anh. Thì họ đam mê chỉ có một thôi. Thì em đăng lên em có đam mê nữa, đăng lên như những ngày đam mê thì giết rồi họ thành đam mê thực sự luôn, giống em luôn. Em thì em đam mê lắm nhưng mà em không có thời gian thôi. Bây giờ em tính nghỉ mà làm mà nhưng mà sợ mà già không cho. Sợ tháng đồ nó không có chi phí rồi nó không có đủ. Làm công ty ông đồn hả? Làm tiêm đồn anh tháng được 7-8 triệu gì. Em làm ăn phẩm. Ừ. Đúng rồi đó. Có cá nữa các bạn à. Chín con mè nữa rồi. Anh bạn đang kéo hơi phêu luôn. Hôm nay kéo cái con mè hơi phêu luôn các bạn à. Giải trí các bạn à. Lâu ra xem anh kéo cái mè cho nó vui các bạn à. Đó dính lên con mè nữa các bạn ơi. Nhận ở đây có mè nhiều thiệt các bạn à. Nhưng mà cái mè không có to đó. Được con mè trắng nữa nha. Ừ. Được con cá mè trắng nữa kìa. Hấp dẫn ghê chứ. Em thích kéo cá. Chứ còn mà về mà ăn cá thì ít lắm. Ừ. Thích ra xem nó kéo phao rồi. Ngọn cần câu đồ, ven cần đồ. Nó thích lắm anh. Về thôi chứ còn ăn cá thì ăn. Dạ đúng rồi. Mình đam mê thì chỉ có bao nhiêu anh. Này xay ra trong lò tủ lạnh. Ừ. Mẹ. Dính cá mè nữa rồi các bạn ơi. Anh mới quăng con mồi ra là có cá ăn rồi các bạn ơi. Cá mè ở đây nhiều thiệt các bạn nha. À. Nhưng mà tội cái là nó không có được to thôi. Mè nhỏ. Lâu hơn được con ký. Lỡ mà có hên nữa được vài ký. Mà ngày hôm nay kéo nhỏ thôi các bạn nha. Rồi thêm được con cá mè trắng đúng không? Mè bò nữa các bạn nha. Con này chúng nhỏ hơn con nãy chút. Con nãy to ạ. À. Con mè bò nãy bự. Còn con mè bò này nhỏ. Con này cắt cái đầu nó con chua. Ừ đúng rồi. Cái đầu nó con chua thì hết sảy luôn. À, nãy giờ này quất liên tục luôn các bạn nha. Cái vỏ cá đó, cá mè luôn rồi. Chín cá nữa rồi các bạn nha. Anh bạn dính cá mè nữa rồi. Công nhận cá ăn ghê thiệt các bạn nha. Ngồi có chút xíu, có dần có anh tiếng à. Nãy giờ có 4-5 con rồi. Cá mè rồi. Ở đây cá mè quá nhiều các bạn nha. Mà cá mè thì nhỏ thôi các bạn nha. À, dính cá mè nữa được kìa. Cá mè trâu các bạn nha. Mè bò. Cái đầu ừ, mè bò. Có
mẹ, đút cá mẹ đầu bò thì đầu 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 nó cho bá luôn. Đấy, đã chưa các bạn nè. Đấy. Nó chạy à. Cảm giác cá chạy vui các bạn nè. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn nếu thấy hay đừng quên like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho channel đam mê câu cá của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau.